Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nha. Lại là mình đây, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em cách kiếm tiền từ cái trò cao nguyên này nha anh em. Anh em nào hiện đang chưa có code thì vào nhóm bên dưới để lấy code nha anh em. Code mình đang rất là còn nhiều nha, mình thấy là nhiều anh em cũng nhận được code rồi. Code của mình là từ 20 đến 100k nha, mình trộn lại random nha, chứ mình cũng không có mặc định được. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chơi trò bun bun nha. Cái trò này thấy nhiều anh em review nè. Này, cái trò này để mình giới thiệu qua quy tắc cho anh em nha. Game này có 4 cửa cho mình đặt nha. Ví dụ như bài của mình đang là bun 5 đi. Bài cái là bài lẻ. Cái số tiền của mình sẽ nhân với cái số bài của mình, nếu là mình bun 5 đặt 5.000 á thì nhân 5 thì mình 25.000. Và ngược lại cái mà nó bun 5 á, mình bài lẻ là nó cũng được nhân 5 luôn. Cho nên nó là con dao hai lưỡi nha anh em, cẩn thận vào tiền bài lẻ. À, xong luôn thì bài mình bài lẻ mua nó. À đúng của mình thua. Thì em thiệt chứ. Không sao, thôi thì cứ gấp lên cái trò này mà anh em cân nhắc nha. Mình không cần phải gấp lên để làm cái gì. Đó. Từ từ mình theo dõi cầu của nó như thế nào rồi mình đầu tiên. Tại vì cái trò này nó liên quan đến nổ hũ gì là nhiều. Cả bốn năm ngồi xong luôn. À. Đấy là cái tỷ lệ số tiền mới nhân lên nó chưa gì vô mình âm phải thì vẫn theo theo tới khi nào sẽ ra là thôi. Đấy rồi cỡ là luôn anh em ơi, buôn bại luôn, 2.800.000 luôn. Đấy, cách chơi của nó là như vậy nha anh em. Bài của mình là mình sẽ, nếu mình thắng thì mình sẽ lấy cái số tiền đó nhân với cái tỷ lệ bài của mình. Mình hên thì mình ra buôn buôn là mình nhân 10 luôn đó, gọi là nổ hũ luôn đó anh em. À ơi thôi chết rồi, cái cửa rô này nãy giờ nó đang âm rồi anh em, là nhìn này nó thắng 3 ván liên tục và lần nào cái ván này nó sẽ là thua này. 46 vẫn âm 300k đó. À, nhưng mà cái cửa này nó đang đang thắng nhiều này nên mình không đặt nữa, mình quay sang đặt cái cửa cơ đi. Chung là mấy trò này anh em chỉ cần đặt 10.000, 50.000 cũng được, không cần phải lấp thép nhiều. Nó cái dạng là thuộc dạng vừa chơi, dạng tài xỉu, dạng nổ hũ luôn á. Buôn bại rồi, thua rồi. Rồi đây này, đây rồi anh em, đây 500k nhân 10. Nhân 10, bu bu là nhân 10. À đặt đúng cửa soi cầu luôn. Rồi nó đang chạy cầu thắng thua thắng thua thắng. Rồi mình vẫn đặt lại nhanh lên. Cơ mình soi cầu từng từng cái lá cơ nha, từng cái lá bài của nó, cơ đâu chuẩn bị xem tỷ lệ. Nếu mà cửa nào đang thắng nhiều quá thì mình nên đổi cửa khác. Không thể nào thắng mãi được, cũng không thể nào thua mãi được. Bài lẻ, bài lẻ của mình hình như hơn hơn từ nhà cái. À không, nó có ca cơ, ca gì thua chung. Cái cửa đầu thua nhiều nha anh em, đặt đưa lại. Không cần mấy mấy game này anh em không cần phải đặt nhiều luôn á, cái trò bun bun này anh em không cần phải đặt nhiều luôn, nó vừa dạng chơi dạng nổ hũ luôn á anh em. Đấy 500k, đấy không cần phải đặt nhiều. Cái trò này mình không cần phải đặt nhiều nhưng mà tỷ lệ thắng của mình rất là nhiều, nhân rất là nhiều. Đây giờ mình quay ra thằng cơ, thằng cơ đang thua rất là nhiều nè. Quay coi đánh đánh cửa của nó. Mình xoay bài như vậy á, nhưng mà đông người đặt cơ quá rồi xong rồi, đông người đặt cơ quá rồi nó cho thua. Buôn bại vẫn ăn anh em ơi, 350, 350. Cái game này là cái game mà đặc biệt nhất mình từng thấy luôn anh em, là mình chỉ cần đặt ít thôi là tỷ lệ thắng rất là cao rồi. Nó dạng dạng giống đánh số đề lô nổ hũ anh em, không cần phải đặt nhiều tỷ lệ thắng của mình rất là cao. Buôn bại rồi sao lên vẫn thắng hơn, vẫn hơn 500k lãi nè. Đấy cứ từ từ mà vào tiền anh em, cái trò này mình đặc biệt luôn anh em, đánh không cần phải đánh nhiều bỏ nhiều vốn đâu, mình chỉ cần biết soi cầu là được rồi.
Trời ơi, cái cửa, cái pha này mình không đánh nha anh em. Không đánh. Không đánh, khó, khó, khó coi quá. À, không ba luôn. Mình đang đánh hả, tính đánh vào cái cửa rô lắm. Rồi mình xem tỷ lệ thắng coi. Thôi vẫn đánh theo cái cửa cơ này. Cửa cơ có khả năng ăn nhiều rồi. Đây, chỉ cần 50 ngàn thôi là định anh em kiếm được mấy trăm ngàn.